Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn với một chủ đề là học tiếng Anh cùng một cậu học sinh lớp 3 dễ thương và cute tê bị súng mấy cái răng cửa rồi. Đây là bạn Lâm Vi Ngọc. Bạn Lâm Vi Ngọc nguyên thuộc của chúng ta, và bây giờ chúng ta sẽ học tiếng Anh với một cuốn sách giáo trình lớp 3. Đây là cuốn sách tiếng Anh lớp 3 quen thuộc của các bạn nha, của các bạn lớp 3 nha. Đó, bây giờ mình sẽ ôn lại kiến thức ở đêm 2 phần school. Và bây giờ bạn Lâm Vi Ngọc sẽ đọc những cái từ mới trong này, và mình sẽ tra những cái từ đó xem cách đọc của nó ở trên Google dịch như thế nào nha. Rồi, xin mời Lâm Vi Ngọc bắt đầu. Back. Back là từ đầu tiên. Ok, mình sẽ tra từ back ở trên Google dịch xem nó đọc như thế nào nha. Đây, mình sẽ nhấn nút đây. Đó, nó sẽ đọc là bag cũng giống ha. Lâm Vi Ngọc rất là giỏi. Rồi, tiếp theo từ thứ hai. Eraser. Eraser nghĩa là gì con nhỉ? Dạ là cục tẩy. Eraser. Từ eraser mình sẽ tra trên này. Nó đọc là Eraser. Eraser. Ok, từ thứ ba. Pen. À, pen có nghĩa là gì con nhỉ? Dạ, cây bút mực. À, cây bút mực. Rồi, mình sẽ xem cây bút mực nó này. Pen. Pen, có nhấn N ở cuối. Đó, rồi từ tiếp theo ha. Pencil. À, pencil. Pencil là gì con nhỉ? Dạ, cây bút chì. À, cây bút chì. Rồi, mình xem pencil đọc như thế nào nha. Pencil. Có L ở cuối nữa, pencil. Rồi, tiếp theo. Book. Book là gì con nhỉ? Dạ, là cuốn sách. Ừ, là cuốn sách. Đây. Book. À, book. Book này mình có nhấn âm K ở cuối. Rồi, bạn này, bạn Vi Ngọc cũng có nhấn âm K ở cuối. Tiếp theo. Crayon. Là gì con nhỉ? Dạ, cây bút màu. À, crayon là cây bút màu. Rồi, xem phát âm như thế nào ở trong Google dịch nha. Đây. Crayon. Crayon. Đó, đó là cách đọc của con và cách đọc của Google. Thì clip hôm nay của mình chỉ có mang tính chất là dò bài cũ thôi. Và các bạn có thể học thêm những cái cách đọc ở trên này. Bởi vì trong tiếng Anh thì nó có rất là nhiều cách phát âm khác nhau, như giọng Anh hay là giọng Anh Mỹ. Và giống như người Việt Nam chúng ta thì có người miền Bắc, miền Nam, nó có nhiều giọng khác nhau, nên chúng ta có thể là phát âm nhiều cách khác nhau. Nên là các bạn có thể đi học trên trường, xong rồi các bạn có thể về và tra lại cách dùng, cách đọc các từ này để mình cho có thể là biết được nhiều giọng khác nhau ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này, và hẹn các bạn vào những clip sau. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.